Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho những kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói với ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp xứ. Dù vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà quá đó, nhưng được sai đến bà quá thành Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Eliseo, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman xứ Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa trong đoạn tin mừng hôm nay vừa thuật lại cho chúng ta câu chuyện sau khi Đức Giêsu đã đi rao giảng một số vùng lân cận, thì người đã trở về quê hương xứ sở của mình, và trong ngày Sa-bát người đã vào trong hội đường. Và trong lần này Đức Giêsu vào trong hội đường không phải là để nghe các kinh sư giảng dạy, nhưng mà Ngài đến để thực hiện vai trò của một rabbi chính hiệu, bởi vì Chúa Giêsu đã được tràn đầy ơn của Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn về cuộc đời của Đức Giêsu, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống của Ngài luôn luôn dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Khi Ngài được sinh ra ở trong lòng mẹ thì được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Và chính Chúa Giêsu cũng được Chúa Thánh Thần đưa xuống dòng sông Gioan để chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Chính Chúa Thánh Thần
cũng đẩy Ngài vào trong hoang địa để chịu những cơn cám dỗ và ăn chay 40 đêm ngày, và đã chiến thắng cơn cám dỗ. Và trong Tin Mừng hôm nay, cũng chính Chúa Thánh Thần đã thúc giục Đức Giêsu vào trong đền thờ, để qua đó Ngài tuyên bố tin mừng về một đấng cứu thế. Vậy thì tin mừng mà Đức Giêsu tuyên bố đó là những điều gì? Thưa là đem tình thương đến cho cuộc sống của con người, chữa lành những con người ở những thứ bệnh khác nhau, tha thứ tội lỗi, mời gọi con người ta ăn năn sám hối và công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Thế nhưng chúng ta tự hỏi, việc công bố năm hồng ân có nghĩa là gì trong cuộc sống của con người? Chúng ta biết, ở tại đền thờ Roma, mặt chính của đền thờ thì nó có ba cái cửa để vô. Và trong ba cửa vào đó thì dường như có một cửa đóng suốt, không có mở ra, mà chỉ 25 năm thì mới mở ra có một lần. Và trong ngày mở ra đó thì chính Đức Giáo Hoàng đương kim sẽ dùng một cái chiếc búa gõ vào trong cánh cửa để thể hiện sự tác động của việc gõ và mở cửa. Thì chính lúc đó cánh cửa đó sẽ được mở ra và Ngài sẽ bước vào bên trong trước, và dân chúng trong năm đó sẽ được đi qua cánh cửa đó. Dĩ nhiên là ngày hôm nay giáo hội quy định 25 năm một lần, gọi là năm toàn xá, năm hồng ân. Nhưng nếu chúng ta đọc lại những gì của Cựu Ước trong sách Lê Vi thì người ta đã cho chúng ta biết là 50 năm mới thực hiện một lần. Vậy thì trong năm toàn xá, con người ta sẽ được hưởng những ơn gì trong cuộc sống của con người? Thưa, con người ta sẽ được tha thứ các tội lỗi, con người ta sẽ được đón nhận những hồng ân Thiên Chúa ban cho cuộc sống con người. Và đồng thời giáo hội cũng mời gọi các nước giàu có hãy xóa bỏ nợ nần của những đất nước nghèo khổ mắc nợ mình mà không có khả năng để trả. Và phải chăng những người Do Thái quê hương của Đức Giêsu, họ đã chỉ nhắm vào chính mục đích này, cho nên họ muốn đòi Đức Giêsu hãy thực hiện một điều như một câu ngạn ngữ: hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình đi. Điều gì ông đã làm tại Ca-pha-na-ôm thì hãy thực hiện những điều đó cho cuộc sống của chúng tôi. Đức Giêsu đã biết rõ ý định của họ theo Chúa không phải vì sự tin tưởng cậy trong phó thác, không phải vì cuộc sống đời sau. Cho nên Ngài đã khước từ không thực hiện những điều theo ý của họ. Và vì họ đã khước từ, Chúa đã khước từ, cho nên từ kháng phục đi đến tình trạng họ khước từ, tẩy chay và đòi xô Đức Giêsu xuống vực thẳm. Những lý do nào đã đẩy con người ta từ việc là những con người đồng minh và giờ đây trở thành kẻ thù? Phải chăng là gì Chúa đã không thực hiện những điều theo dục vọng, theo những đòi hỏi xác thịt, vật chất trong cuộc sống của con người? Phải chăng vì họ đã tự cao tự kiêu, coi rằng mình biết tất cả, biết đấng Messiah sẽ đến từ đâu? Còn ông Giêsu này, tôi biết rất rõ nguồn gốc và quê hương của ông, cha mẹ của ông là ai. Phải chăng Đức Giêsu đã động chạm đến tính tự cao trong đời sống của họ, coi mình là một dân riêng được tuyển chọn một cách đặc biệt? Quả thật, chính tất cả những điều đó đã làm cho họ không được hưởng hạnh phúc ở cuộc sống mai sau. Như thế, bài học hôm nay rút ra trong cuộc sống của chúng ta là gì?
Người Kitô hữu chúng ta luôn ý thức rằng tôi theo Chúa không phải là vì mục đích dừng lại ở cuộc sống đời này với những của cải vật chất. Quả thật nếu Chúa ban cho chúng ta những của cải vật chất trong cuộc sống thường ngày, nhưng chúng ta không thể hiện đời sống đức tin của mình, thì những của cải vật chất đó chỉ đảm bảo cho cuộc sống thể xác của chúng ta mà thôi. Còn người Kitô hữu chúng ta luôn tin tưởng rằng con người của chúng ta không chỉ có cuộc sống đời này mà có cuộc sống đời sau được hưởng hạnh phúc trong nhan Thánh Chúa. Cho nên điều quan trọng là chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta luôn luôn biết tin tưởng cậy trông phó thác vào Chúa, luôn thể hiện đời sống đức tin, và đặc biệt là chúng ta luôn ăn năn sám hối trong đời sống của mình, để việc khi chúng ta tự hạ mình xuống thì Thiên Chúa sẽ lấp đầy những cái khuyết điểm, những cái thiếu sót trong đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.